Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình rất vui được chia sẻ với cả nhà về một chủ đề, đó chính là xây dựng đội nhóm. Để có thể xây dựng được một đội nhóm thành công thì chúng ta cần phải có phương pháp, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nội dung cũng như là một số phần hay ở trong cái cuốn 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm. Rồi ạ. Và xây dựng đội nhóm, đúng không ạ? Để có thể có một cái team mạnh thì chúng ta phải có cách làm, đúng không ạ? Bây giờ thì Mai sẽ chia sẻ với mọi người cái hình ảnh. Ok, được rồi. Xây dựng đội nhóm. Chúng ta có thị trường sức khỏe 100 triệu dân, đúng không ạ? Thị trường sức khỏe 100 triệu dân. Và thị trường sức khỏe này có lớn không ạ? Cực kỳ lớn, đúng không nào? Thị trường sức khỏe 100 triệu dân. Và đây chính là sương mù về sức khỏe. Một cái sương mù về sức khỏe như thế này thì nếu như bạn là ông vua của sương mù này thì bạn có giàu không ạ? Người khai sáng, đúng không ạ? Và bạn là một cái người sở hữu một cái đội nhóm lớn, một cái hệ thống, một cái mạng lưới như thế này. Ở trong đây có rất nhiều con người cũng yêu sức khỏe, yêu sản phẩm Unicity. Họ biết sợ khi có bệnh lý, đúng không nào? Và ai ai cũng sẽ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hết. Việc của bạn là đi tìm những con người rải rác trong cái đất nước Việt Nam này, đưa về một cái hệ thống mà bạn tạo nên, đúng không ạ? Thì bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Bạn lãnh đạo cả một cái team này, được chưa ạ? Bạn lãnh đạo cả một cái team ở bên dưới của bạn. Và để có thể lãnh đạo được với số lượng người lớn thì bản thân bạn phải phát triển, đúng không ạ? Nếu chúng ta không phát triển bản thân thì chúng ta sẽ không đủ khả năng để có thể lead được một cái mạng lưới lớn. Ok chưa nào? Và ở đây thì quy mô của mạng lưới bằng quy mô thu nhập. Quy mô của mạng lưới bằng với quy mô của thu nhập và công thức về khả năng phối hợp. Công thức. Chúng ta có công thức về khả năng phối hợp. Ở đây chúng ta sẽ đọc sách. Đây, nguyên tắc phối hợp này, các thành viên trong nhóm phải phối hợp với nhau khi làm việc. Chúng ta không chỉ đơn thuần là làm việc cùng nhau mà là phối hợp làm việc cùng nhau, được chưa ạ? Điều quan trọng của nguyên tắc phối hợp là nếu rủi ro càng cao thì càng phải tính toán thật rõ ràng, dễ hiểu và phối hợp thật chặt chẽ. Người hoạt động kinh doanh phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng đúng thời hạn, người phục vụ bàn cố gắng làm hài lòng khách hàng, tin tưởng các nhân viên nhà bếp sẽ làm được món ăn ngon. Nếu mắc phải một lỗi trong tính toán thì khách hàng sẽ không hài lòng và tìm một người phục vụ khác thay thế.
Do đó, các thành viên trong nhóm phải biết kết hợp với nhau khi làm việc. Một lần tôi bị ho ngay trước khi tham gia vào hội thảo. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bài thuyết trình của tôi. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên và xúc động khi các đồng nghiệp ngay lập tức đưa thuốc họ đã được chuẩn bị cho tôi trong những tình huống này. Sự hỗ trợ của các đồng nghiệp đã mang lại thành công cho buổi thuyết trình ngày hôm đó. Doanh nhân Gold khẳng định chúng ta không chỉ đơn thuần làm việc cùng nhau mà là phối hợp cùng nhau. Đó là điều cốt lõi của nguyên tắc phối hợp. Đó là khả năng và mơ ước của đồng đội muốn làm việc cùng nhau để hướng tới mục tiêu chung. Nhưng điều đó không xảy ra như mong muốn. Đồng thời, khả năng phối hợp cũng không phải tự có. Nó phải được tập luyện. Những thành viên chỉ cần nhau trong lúc thuận lợi thì không thể phát triển khả năng làm việc phối hợp. Công thức về khả năng phối hợp đó chính là tính cách cộng năng lực cộng sự tận tâm cộng phong độ cộng sự đoàn kết. Đó chính là khả năng phối hợp, được chưa ạ? Và khi các thành viên được có được 5 phẩm chất này thì nhóm sẽ có khả năng đạt được thành công. Khả năng của đội nhóm. Đó chính là tính cách cộng với năng lực cộng sự tận tâm cộng với phong độ cộng với sự đoàn kết, đúng không ạ? Tính cách, năng lực và sự tận tâm, phong độ. Đây chúng ta thấy tiếp này. Trong cuốn 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, tôi từng nói về nguyên tắc nền tảng, trong đó sự tin tưởng là nền tảng cơ bản của nghệ thuật lãnh đạo. Tính cách tạo nên sự tin tưởng và sự tin tưởng tạo nên nhà lãnh đạo. Đó chính là nguyên tắc nền tảng. Không có gì có thể thay thế được tính cách. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ nhưng không thể thay đổi tính cách. Muốn hình thành lập một nhóm, bạn phải bắt đầu muốn thành lập một nhóm, bạn phải bắt đầu hình thành các tính cách cho từng thành viên trong nhóm, được chưa ạ? Và thứ hai đó chính là năng lực. Tính cách là điều quan trọng nhất nhưng không phải là tất cả. Ví dụ, nếu phải phẫu thuật thì bạn muốn có một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhưng là người xấu hay một bác sĩ kém nhưng lại là người tốt. Tất nhiên, bạn sẽ muốn người bác sĩ có chuyên môn giỏi phẫu thuật cho mình vì vấn đề đặt lên hàng đầu lúc này là năng lực để lựa chọn thành viên cho nhóm. Bạn cũng cần phải kiểm tra năng lực và tính cách của hai người đó. Và bạn có thể viết hay nói bất kỳ điều gì, nhưng những nhiệm vụ, giá trị và chuẩn mực đạo đức duy nhất có ý nghĩa là những điều được thể hiện trong hành vi ứng xử của các thành viên trong ban tổ chức. Và chúng ta thấy rằng năng lực ở đây có 4% là kiến thức, 26% đó chính là kỹ năng, 70% là thái độ, 70% sự thành công hay thất bại của một nhóm phụ thuộc vào sự tận tâm của các thành viên với các thành viên khác, với cả đội. Khi gia nhập đội quân, bạn sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện leo núi. Nếu một người về trễ, cả đội sẽ phải lo theo, phải leo lại. Nếu một người trong cuộc đội bị thương, thì những người trong đội sẽ phải cõng anh ta. Quan trọng là phải làm sao để cả rút
sự tận tâm. Bốn là phong độ ổn định. Nếu muốn đồng đội tin tưởng thì bạn phải chứng tỏ tài nghệ của mình mọi lúc, mọi nơi. Sự ổn định, phong độ là yếu tố tất yếu rất quan trọng để duy trì và phát triển nhóm. Sự đoàn kết, cần phải phát triển tinh thần đoàn kết trong nhân tộc. Nếu muốn đồng đội tin tưởng thì bạn phải chứng tỏ tài nghệ của mình mọi lúc mọi nơi. Sự ổn định, phong độ là yếu tố rất quan trọng để duy trì phát triển nhóm thế nào. Năm đó chính là sự đoàn kết. Cần phải phát triển tinh thần đoàn kết trong nhóm. Điều đó giúp cho nhóm của bạn vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Và Ron Roth, thành viên của đội đặc nhiệm SEAL, mô tả sự đoàn kết như sau. Sự đoàn kết là vấn đề mà ai cũng cho rằng hiểu biết rất rõ. Tuy nhiên mọi người thật sự hiểu xét về nó. Sự đoàn kết là vấn đề mà ai cũng cho rằng mình hiểu rất rõ. Tuy nhiên mọi người thật sự chưa hiểu hết về nó. Nó không chỉ có nghĩa là yêu quý hoặc đối xử tốt với nhau. Nó còn có nghĩa là bạn có khả năng đưa đội nhóm của mình lên một cấp độ cao hơn, chứ không phải chỉ cá nhân bạn. Nhóm không tỏa sáng vì bạn mà là thành viên, mà bạn sẽ không tỏa sáng vì bạn là thành viên của nhóm, đúng không ạ? Cổ ngữ nói khi đã trở thành một nhóm, mọi người sẽ biết. Và chúng ta đặt một câu hỏi là tôi làm gì để xây dựng được một đội nhóm, đúng không ạ? Tôi làm gì để xây dựng đội nhóm? Dạ. Là ai ạ? Anh. À vâng.
Anh cứ mở cửa em vào. Ok, số tài khoản em chuyển 2 triệu của người ta được. Số tài khoản của em á. Có được thì đưa cho anh 2 triệu. Không cho số của ông sau đăng nhập rút có được. Đọc số ra xem. Đây anh nhìn thấy trong này. À, cái này cùng test thì được. Quay test thì chắc được ngay. 1903 278. Không nghĩ lại để anh lấy tiền mặt á. Nhưng mà tiền mặt em đây em không sẵn đâu. 2 triệu Không sẵn, em vừa nãy em đi tiêu rồi. Anh chuyển từ tiền tài khoản của anh ra. Không thì lên trên bây giờ lên trên chỗ hồng em lấy. nên thì nó nên 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 quản điện thoại được tiện anh chứ, nhưng thử lại xem được không, Vâng, cứ chuyển đi nên nếu tiện mà được hoàng mai em chuyển cho. Chuyển vào đâu em chuyển nhá. đây được này, sao lại cứ số tôi khoản vốn lưu do này không được. Em thì nhập vào cái số này của chú Lưu, Của chú nào? chú Lưu đây để anh đọc, em cứ thử bấm xem nó hiện thông tin không, cô anh cứ vào từ đấy là của ông ấy là không có thông tin gì cả. Anh đọc 206 à, 260 rồi. 120 260 không có số 0 gì đâu, 2601 bỏ số 0 đi, 260 đấy, 14 số 0, 4 số 0, 98 48 35 BIDV, Vâng. xem là nó hiện thông tin xong của anh cứ vào đến đấy chả tên tuổi. Hôm qua rồi bắn ông đưa ra 2 triệu rồi bắn cho mãi không được, có hiện tên không, thông tin nào Nguyễn Phú Lưu đây. email anh gọi lại nhé, đúng không, đây là vào rồi, mình vào cái 247 đúng không, Vâng. nó ra đây rồi nhé, số tài khoản này đúng rồi. Quên rồi chứ. Đó, 260 số bên trái ở chỗ nào, 260 Copy cho một một hai ba bốn số không 9848 chín tám bốn 35. tám ba năm đây, sao của anh bấm đến đây là nó không nhảy vào bắt đầu Đây. à, còn phải gõ cái vào màn hình quả ra từng quả rồi. Rồi Vâng. Đội nhóm thì bằng bạn cộng với thành viên, đúng không ạ? Và phong độ tụt thì là tiền tụt. Phong độ tụt thì tiền tụt. Và nguyên tắc số 2 bây giờ chúng ta cần tìm đó chính là nguyên tắc về quả táo hồng. Nguyên tắc về quả táo hồng. Đây. Thái độ. Nguyên tắc về quả táo hồng. Thái độ sai sẽ phá hỏng nhóm. Được chưa ạ? Để giành chiến thắng, dĩ nhiên là cần có tài năng. Nhưng nếu chỉ có tài năng thì không đủ mang lại thành công cho cả nhóm. Để chiến thắng còn cần nhiều thứ hơn là có nhiều người tài giỏi. Các thành viên trong đội bóng rổ thời trung học của tôi đều rất tài năng, nhưng chúng tôi lại không đạt được chức vô địch. Lý do trong đội vẫn còn nhiều thái độ không tốt, do đó thái độ đóng vai trò rất quan trọng đối với việc giành được chiến thắng.
Để hiểu rõ hơn về thái độ, trước hết bạn cần biết thái độ là gì, đúng không ạ? Thái độ là phần cấp tiến nhất trong bản thân bạn, là gốc rễ bên trong nhưng thành quả lại ở bên ngoài. Người bạn tử tế hoặc kẻ thù đáng sợ nhất, nói trung thực và bền vững hơn lời nói, thể hiện ra bên ngoài nhưng dựa vào kinh nghiệm từng trải, thu hút mọi người hay làm họ khó chịu. Chẳng khi nào là đủ nếu không được thể hiện ra, nó còn là người thủ thư của quá khứ, là người phát ngôn của hiện tại và là một sự tiên đoán cho tương lai chúng ta. Được chưa ạ? Phần này định nghĩa quá hay luôn ấy ạ. Thực sự khi đọc đến đây thì Mai cảm thấy vô cùng là tuyệt vời. Và một thái độ đúng không đủ đảm bảo cho thành công của đội nhóm, nhưng thái độ sai lầm thì chắc chắn dẫn tới thất bại. Được chưa ạ? Muốn hiểu rõ tầm ảnh hưởng của thái độ đến hoạt động nhóm, hãy xem xét 5 thực tế dưới đây. 1. Đó chính là thái độ có sức mạnh phát triển hoặc phá vỡ đội nhóm. Đầu tiên, chúng ta thấy là một thùng táo có một quả táo thối. Một thùng táo có quả táo thối. Thì nó lây lan ra quả táo khác. Lây lan sang quả táo khác. Được chưa ạ? Nó lây lan sang quả táo khác. Và việc của chúng ta cần làm ở đây đó chính là bỏ quả táo thối. Bỏ quả táo thối ra khỏi thùng táo. Bỏ quả táo thối ra khỏi thùng táo. Và hãy nhớ rằng một thái độ đúng không đủ đảm bảo cho thành công, nhưng thái độ sai lầm thì chắc chắn dẫn tới thất bại. Được chưa ạ? Và cái đầu tiên chúng ta cần biết đến đó chính là thái độ có sức mạnh phát triển. Có sức mạnh phát triển hoặc phá vỡ nhóm. Thái độ có sức mạnh phát triển hoặc phá vỡ nhóm, được chưa ạ? Trong cuốn Tố chất thắng lợi của Dennis Whaley có nói, điểm khác biệt tạo nên những nhà lãnh đạo thực thụ và giúp họ khác những người khác nằm ở tố chất của họ. Tố chất này không phải là bẩm sinh, không thiên về chỉ thông minh, tài nghệ hay năng khiếu, đặc biệt nó do thái độ của họ quyết định mà thôi. Được chưa ạ? Nhiều người cho rằng tài năng và kinh nghiệm quyết định tất cả, nhưng thực ra tài năng sẽ trở nên chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu thái độ đúng đắn, đúng không nào? Những thái độ khác nhau có thể ảnh hưởng tới các thành viên có tài năng trong đội. Nếu như năng lực giỏi cộng thái độ sai thì nhóm sẽ yếu kém, đúng chưa ạ? Năng lực giỏi cộng với thái độ tồi thì nhóm bình thường. Năng lực giỏi, thái độ ôn hòa thì bạn sẽ có một nhóm giỏi. Và năng lực giỏi cộng thái độ đúng đắn thì sẽ có nhóm tuyệt vời. Nếu muốn đạt được thành tích vượt trội thì phải là người giỏi và có thái độ hơn người. Thái độ tốt thì năng lực của đội được nâng cao. Ngược lại, thái độ xấu sẽ lấy đi khả năng làm việc của nhóm. 2. Khi được bộc lộ thái độ sẽ có sức lan tỏa. Có nhiều việc trong nhóm không mang tính lây truyền như tài năng, kinh nghiệm và lòng hăng hái. 2. Đó chính là thái độ
Có tính chất lây lan. Thái độ có tính chất lây lan đúng không ạ? Nó có thể lây lan tốt hoặc lây lan xấu. Và có một điều đáng chú ý ở đây đó chính là có nhiều việc trong nhóm không mang tính lây truyền như tài năng, kinh nghiệm và lòng hăng hái, nhưng thái độ lại mang tính chất ảnh hưởng. Khi chịu khó học hỏi với tinh thần khiêm tốn, bạn sẽ được đền đáp bằng sự tiến bộ mau chóng và những thành viên khác cũng sẽ nhanh chóng học hỏi tinh thần đó ở bạn. Khi người lãnh đạo lạc quan đối mặt và vượt qua những tình huống dễ gây nản lòng, thì người khác sẽ ngưỡng mộ phẩm chất đó và muốn được giống như họ. Khi một thành viên giải quyết công việc một cách khôn ngoan và dứt khoát, sẽ gây ảnh hưởng tích cực và làm gương cho người khác noi theo. Và thứ ba, đó chính là thái độ xấu lan tỏa nhanh hơn thái độ tốt. Thái độ xấu lan tỏa nhanh hơn thái độ tốt. Chỉ có một thứ dễ lan tỏa hơn thái độ tốt, đó là thái độ tồi. Nó rất dễ dẫn mọi người đến những hành động tiêu cực và thường gây tổn thương đến mọi người. Một người quản lý đội bóng trẻ khôn ngoan đã chú ý đến điều này. Anh không bao giờ sắp xếp những người lạc quan và những người bi quan cùng chung một phòng. Khi xếp phòng cho nhóm, anh luôn cho những người bi quan ở chung với nhau để họ không gây ảnh hưởng xấu cho người khác. Để thấy được thái độ có thể lan truyền nhanh chóng và dễ dàng như thế nào, hãy xem xét câu chuyện về các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Hiệu ứng lây lan. Chỉ có một thứ dễ lan tỏa hơn thái độ tốt, đó là thái độ tồi. Cái tốt thì nó rất là khó lây. Cái tốt thì rất là khó lây lan, nhưng mà cái xấu thì lan nhanh vô cùng, đúng không ạ? Thứ tư, đó chính là rất khó để nhận ra một thái độ xấu. Rất khó để nhận ra một thái độ xấu. Ở đây ạ. Không bao giờ thừa nhận mình đã làm sai. Không bao giờ thừa nhận mình đã làm sai. Không ai là người hoàn hảo cả, nhưng lại có những người luôn nghĩ mình là người hoàn hảo. Những người đó không thể là đồng đội lý tưởng vì thái độ của họ sẽ luôn tạo nên xung đột trong nhóm. Và thứ hai là không bao dung. Rồi. Hãy quên đi những lỗi lầm do người khác gây ra cho bạn. Bạn sẽ không thấy thoải mái nếu vẫn giữ sự hận thù trong lòng. Khi các thành viên không biết tha thứ và bao dung thì điều đó chắc chắn sẽ làm tổn hại nhóm và sự ganh tị nhỏ nên. Thái độ muốn chống lại mọi người để giành lại lấy sự công bằng của nguồn gốc từ sự ganh tị nhỏ nhen. Những người có thái độ xấu thường tin rằng mọi người xứng đáng được đối xử công bằng như nhau ở bất kể sự việc. Bất kể sự khác biệt về tài hoa, năng lực hay tác động, nhưng sự thật là mỗi người chúng ta là một cá thể độc lập và cách thể hiện của mỗi người khác nhau. Do đó, kết quả là chúng ta đã được đối xử đúng với những gì chúng ta đã làm. Cái tôi quá lớn. Tính ích kỷ.
Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi thái độ tồi. Cái tôi quá lớn, những thành viên nào có thái độ đó thì đều cho rằng mình là người quan trọng nhất. Hành động của họ cũng nhằm chứng tỏ họ là số một. Và căn bệnh đó luôn dẫn đến một kết quả không thể tránh được. Đó là sự thất bại của cả nhóm. Rồi, những người thích phê bình người khác. Những người này sẽ tìm mọi lý do để phê bình và phàn nàn về người khác, đúng chưa ạ? Rồi mong muốn chiếm được sự tín nhiệm. Đây là một thái độ xấu khác làm tổn hại đến nhóm và tương tự như căn bệnh cái tôi. Ở đâu có người muốn dành hết sự khen ngợi thì ở đó môi trường làm việc sẽ trở nên căng thẳng và dễ bị chia rẽ. Thay vì mong muốn giành được sự tín nhiệm và khen ngợi, hãy làm việc hết mình và bạn sẽ nhận được chúng. Và thứ năm đó chính là thái độ tồi có thể phá hỏng mọi thứ. Thái độ tồi có thể phá hỏng mọi thứ. Thái độ xấu phải được ghi chỉ điểm vì nó luôn gây ra những mối bất đồng, sự oán giận, sự gây gổ và chia rẽ trong nhóm. Vì vậy, hãy loại bỏ những thái độ xấu ra khỏi nhóm trước khi chúng phá hoại nhóm của bạn. Đừng do dự vì nếu để một trái táo hỏng vào thùng táo có chất lượng tốt, thì cuối cùng bạn sẽ có một thùng táo bị hư thối, được chưa ạ? À, trên đây là phần chia sẻ của Mai. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ của mình. Và hãy loại bỏ những nhân tố làm ảnh hưởng đến cái đội nhóm của chúng ta, đúng không nào? Xin cảm ơn tất cả mọi người.